Kính thưa quý vị, kính thưa ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí, lời đầu tiên, thay mặt đội tuyển văn nghệ quần chúng, công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan xin được trân trọng gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong những năm qua, hội diễn văn nghệ quần chúng, công nhân viên chức lao động tỉnh Ninh Bình thường xuyên được tổ chức và đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực để công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh hăng say làm việc, đem lại hiệu quả cao, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương. Tham dự hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân viên chức lao động tỉnh Ninh Bình năm nay, Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể các đồng chí chương trình nghệ thuật với chủ đề Quê hương biết mấy tự hào. Biên đạo Hải Hường, âm nhạc Trịnh Lân, chỉ đạo nội dung Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan. Mở đầu chương trình là tiết mục Mái đình làng biển, sáng tác Nguyễn Cường do Thu Trang và Tốp Múa trình bày. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mây gió ư ha
gửi vào đây, vào đây, tâm hồn người Việt đâu chốn mai sân đình, đâu dáng ai ưa nhìn, đồng lòng tôi có người xin. Ôi vuốt cong mái tình, ôi nước non ân tình, hồn Việt Nam như thế. Kính thưa quý vị, trong mỗi chúng ta, ai cũng có những ước mơ, những kỷ niệm, và chúng ta không thể nào quên những hình ảnh thật mộc mạc và giản dị về những vùng quê yên bình, về những cánh đồng cỏ bay. Nhớ ngày bé thích vẽ tranh về cánh cò, có dòng sông, có lũy tre, có mẹ tôi. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với tiết mục Tam ca nữ, Giấc mơ cánh cò, sáng tác Vũ Quốc Việt, do Thu Huyền, Hải Hường và Thu Trang thể hiện. Nước chảy đá mòn, cò bay,
đến ngày ấy mới hay em qua cầu. Tiếng đàn tôi thính thay lời là lời bài hát tiễn em qua cánh đồng. Bài hát tiếp theo chương trình, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Công Nhân Trên Chặng Đường Mới, sáng tác Kiều Tấn Minh, do Tốp Ca Nam Nữ và Tốp Múa thể hiện. Công nhân Việt Nam tiến lên theo đảng trên chặng đường mới thanh thang. Ngày mai trên đường công nghiệp hóa vươn lên tầm cao. Vì lời Tổ quốc gọi ta lên đường, vì lời của Bác dạy ta luôn gìn giữ trong tim. Công nhân Việt Nam tiến lên theo đảng, trên chặng đường mới thanh thang. Ngày mai trên đường công nghiệp hóa vươn lên tầm cao. Họ cùng lời hát niềm tin công đoàn, họ cùng đi bước toàn dân trong cuộc sống. Công nhân Việt Nam tiến lên theo đảng, trong ngày hội lớn non sông vừng vui, đi vào thế kỷ mới tươi xanh mùa xuân. Là thánh phát công nhân những đêm dài miệt mài, cùng tiếng máy gieo vang cho đời càng thắm tươi. Một danh trình giúp còn bao khó nhọc, ngày ta mãi gom công dựng xây. Kìa thấp phương với ta những công trình thời đại, thì đất nước trong tim khơi nguồn nhiều ước mơ. Màu cờ hồng sáng ngời trong gió lòng, tình yêu dài thấm vang trong lời hát. Cùng lời hát niềm tin công đoàn, hòa cùng nhịp bước toàn dân trong cuộc sống yên vui. Công nhân Việt Nam tiến lên theo đảng, trong ngày hội lớn non sông mừng vui, đi vào thế kỷ mới tươi xanh mùa xuân. Kìa thắp thoáng quanh ta những công trình thời đại, tình đất nước nhiều ước mơ. Mong cờ hồng sáng ngời trong gió lòng, tình yêu dài thắp vang trong ngày an. Về Nam quang vinh, về
Công nhân trên chặng đường mới của Liên đoàn Lao động huyện Nho Quan cũng đã khép lại chương trình tham gia hội diễn hôm nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc hội diễn thành công, tốt đẹp.